Vừa qua, Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống đã thông tin phản ánh về việc công ty Lâm Bình hoạt động trái phép, lấn chiếm hành lang sông Đà, đổ bê tông kiên cố để làm cảng cho tàu vận chuyển vật liệu xây dựng từ dưới sông lên bờ, gây khó khăn cho việc canh tác của người dân. Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình, phóng viên được biết, công ty tự ý thuê đất của người dân để làm bến bãi là trái phép. Ngày 10 tháng 6 năm 2014, bến Lâm Bình thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Lâm Bình được Cảng vụ Đường thủy Nội địa khu vực 2 cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa số 4715 GP-PTND, vị trí từ km số 51+100 đến 51+160, bên bờ trái của sông Đà, thuộc tổ 17, phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình. Với kết cấu quy mô là bến tạm, có phạm vi là 8.987,4m², dùng bể bốc, xếp hàng hóa thông thường. Giấy phép hoạt động có thời hạn đến ngày 23 tháng 10 năm 2017. Đến nay, giấy phép đã hết hạn, nhưng công ty vẫn tiếp tục hoạt động bất chấp pháp luật. Việc đơn vị tự thuê đất của các hộ đất hai bên sông, đất nông nghiệp để làm cái việc làm cái đất để tập kết bến bãi và xây dựng, thấy là nó không đúng quy định. Đối với cái chỗ đơn vị này thì hiện nay là về bến bãi tập kết vật liệu xây dựng dọc hai bên sông Đà, thì vừa rồi tỉnh đã duyệt cái quy hoạch và tất cả yêu cầu là các cái bến bãi là phải di chuyển về nơi được quy hoạch mới, không để cái tình trạng là tập kết vật liệu xây dựng hai bên sông một cách lộn xộn bừa bãi như hiện nay nữa. Với cái vị trí cụ thể này thì hiện nay là cái tổ chức cá nhân này là chưa làm các cái thủ tục về đất đai và môi trường theo quy định. Tới đây chúng tôi sẽ cho kiểm tra và sẽ có những cái ý kiến theo quy định sẽ xử lý theo quy định. Không chỉ vi phạm về bến bãi mà hoạt động sản xuất bê tông thương phẩm của công ty còn gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh khu vực đặt trạm trộn bê tông của công ty. Thật ra thì đây thì các anh cũng biết là phải cái ô nhiễm môi trường ấy, bụi của xi măng ấy, thì các anh cũng biết rồi, thì mỗi lần là xe xi nó về nó đẩy lên lên phép ấy, thì bụi ra rất là nhiều, bị ảnh hưởng đến cuộc sống bà con gần đây. Phản ánh như trên tổ rồi thì có cả tổ có ý kiến cả bên các anh, thì đây là đấy là khói bụi, còn về phần tiếng ồn thì thực sự là bê tông thì làm cả ban đêm đấy, thì tiếng xe tiếng máy thì đấy, thì anh bảo bê tông tươi nó trộn thì không tránh được cái đấy đấy, đấy rất ảnh hưởng đến đời sống của bà con, các cháu nó học hành này khác đấy, chất thải những thứ thì cũng thải thẳng từ trong suối, trước khi là ô nhiễm dòng nước đấy, gọi là cũng là thải, nhưng mà ra sông thì cũng là rất nhiều nguồn người ta lấy ở sông lên nước sinh hoạt, nước thải thì cũng thải thẳng ra đấy, ô nhiễm rất nhiều. Tại sao đến nay bến bãi của công ty Lâm Bình vẫn ngang nhiên hoạt động, thách thức pháp luật, vi phạm nghiêm trọng luật đê điều như vậy? Phải chăng có sự bao che, tiếp tay của chính quyền thành phố Hòa Bình và lãnh đạo phường Tân Hòa? Câu hỏi này xin được gửi tới các cơ quan chức năng của tỉnh Hòa Bình. Trách nhiệm của các cơ quan chức năng đến đâu trong vấn đề này? Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị khán giả trong các chương trình tiếp theo.